Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông cáo đặc biệt về tổ chức lễ quốc tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Một trái tim lớn vừa ngừng đập, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ nhất phẩm chất, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu: trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim. Sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ. Và tôi rất thích cái câu: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, tôi vẫn hay nói như vậy. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Và ngày hôm nay, trái tim của người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, là người lãnh đạo mẫu mực, trong sáng, có tâm, có tầm, được sự kính trọng, có uy tín cao trong đảng, trong dân và cộng đồng quốc tế. Đây thật sự là một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về tình cảm, về phẩm chất của người đảng viên cộng sản, chọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Những thời điểm quan trọng nhất, kể cả đối nội và đối ngoại, kể cả những về quyết sách, những đề lớn của đất nước ta, thì đều có cái tiếng nói của Tổng Bí thư. Điều này rất quan trọng. Thì người ta không cảm thấy sự hững hụt, mặc dầu sức khỏe của anh Trọng có giảm đi. Cái thứ hai quan trọng hơn, tức là cái tư tưởng, cái sức mạnh tinh thần, cái tác động về mặt trí tuệ của Tổng Bí thư đối với đời sống xã hội vẫn còn là một tác dụng rất sâu sắc. Cái điều đó hết sức quan trọng. Vì đó là vai trò và cái uy tín của người lãnh đạo mà nó tác động đến đời sống xã hội. Đối với tôi, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo rất là bản lĩnh, rất là trí tuệ, và về phẩm chất đạo đức con người thì mình thấy rất là kính trọng đồng chí Tổng Bí thư. Và đại chương chí là một nhà lãnh đạo có uy tín, cả về mặt có tâm. Nếu nói ấn tượng nhất thì đây là ấn tượng về con người. Ông là một con người, có thể nói là một con người viết hoa, rất sâu sắc, rất chan hòa, rất khiêm tốn, rất giản dị và rất gần với mọi người. Nhưng ở trong con người ấy lại có một cái khát vọng rất đặc biệt, là khát vọng xây dựng một đảng cầm quyền, xây dựng một dân tộc, một đất nước
phát triển. Đấy là tấm gương, có thể nói là tấm gương về nhiều mặt. Đấy là tấm gương về một con người thật bình dị nhưng cũng thật xuất sắc. Đảm nhiệm vai trò người đứng đầu đảng ta từ đại hội đảng lần thứ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm vững tay chèo cho đảng đi theo con đường chính nghĩa, con đường chính trực, con đường của Bác Hồ. Nắm vững theo lời dạy của đảng, trước hết là vai trò của Tổng Bí thư. Vấn đề xây dựng đảng là số 1 mà đồng chí Tổng Bí thư quan tâm. Vừa xây dựng phát huy cái mặt này trong sạch, nhưng vấn đề kiên quyết chống biến chất, thoái hóa, tham nhũng. Có thể nói rằng đây là một cái sự thành công mà có thể nói là toàn đảng, toàn dân người ta rất niềm tin. Ta là có một câu kết luận rằng chưa bao giờ vị thế của đất nước chúng ta có vị thế như hôm nay. Thì cái đó không phải là ở đâu ra, vai trò lãnh đạo của đảng, sự thực sự sức mạnh của nhân dân và trước hết là quy tụ của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với những đóng góp xuất sắc và kho tàng lý luận của đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, với chế độ. Cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nào nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ra đứng ngoài đâu. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước luôn nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự nêu gương, là đạo đức cách mạng, là sự cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư như Bác Hồ đã dạy, gắn liền với thực tiễn, gắn liền với những quyết định, những mục tiêu chiến lược chung của đảng, với những vấn đề của cuộc sống của nhân dân. Cùng với đó là sự khiêm tốn, giản dị, biết lắng nghe, biết vận dụng. Cách đây hơn một tháng, tại cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi những yêu cầu các cấp, các ngành tập trung làm tốt công việc để chuẩn bị chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nằm trong khuôn khổ chương trình Thắp sáng ngọn lửa tri ân năm 2024, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ cầu siêu cho 512 anh hùng, liệt sĩ, nhà báo cách mạng tại Chùa Gia. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thắp những nén tâm nhang, dâng lên anh linh các liệt sĩ, nhà báo, những người đã cống hiến để những dòng tin, bức ảnh, thước phim về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc được lan tỏa khắp trong nước và thế giới. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có điều kiện khó khăn, tặng quà tri ân các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Quảng Trị là một mảnh đất từng gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Hàng chục ngàn liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước đã chọn mảnh đất này làm nơi yên nghỉ. Tháng 7 được gọi là tháng tri ân, tháng nghĩa tình. Và đây cũng là dịp của những cuộc hội ngộ thấm đẫm tình cảm của những đồng đội trong nhịp đập chung giống nòi của những người con đất Việt. Nhiều đồng đội về với Quảng Trị để tri ân đồng đội, những người đã ngã xuống để mọi người được sống trong hòa bình, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Những ngày tháng 7 này, hàng ngàn cựu chiến binh đã về với các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường Chín hay thành cổ Quảng Trị. Với những cựu chiến binh đó, mỗi người có khi gặp đồng đội 3 đến 5 lần, nhưng có người lần đầu tiên gặp được đồng đội. Trong họ, cảm xúc luôn dâng trào. Ông Phùng Nhâm là thương binh 4/4 ở tỉnh Phú Thọ. Vào thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn lần này, ông vô cùng xúc động bởi ông đã tìm thấy người đồng đội cùng nhập ngũ với ông vào năm 1970. Khánh ơi, mấy mươi năm rồi, hôm nay tôi tìm được ông nằm ở đây. Tôi còn đang sống, ông đã mất. Tôi vô cùng xúc động, chúc ông yên nghỉ vĩnh hằng. Tại thành cổ Quảng Trị, nơi 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa, đâu đó trong mỗi con đường
góc phố hay những dòng sông, nơi đâu cũng in dấu sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Nhiều đồng đội khi đến đây đều có một xúc cảm riêng. Thăm lại đồng đội xưa, cũng là một thời sinh viên, nhớ lại đồng đội mình mà muốn thắp một nén hương, muốn khóc vì mình quá hạnh phúc. Mình hạnh phúc vì mình được như hôm nay, mình có con, có cháu, nhưng mà cả kính lại không có được cái niềm vui như tôi. Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang với hơn 55.000 liệt sĩ. Tại đây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Tôi rất may mắn được còn sống, vẫn giữ gìn được bản chất anh bộ đội Cụ Hồ. Tiếc thương các đồng đội đã hy sinh, phấn đấu tham gia những công việc gì mình giúp cho đất nước, cho dân, giữ yên bình yên cho Tổ quốc. Các bác cũng đã làm rất nhiều điều đối với các gia đình thân nhân sĩ, những đồng đội của các bác đã ngã xuống ở đây. Các bác đã quyên góp tổ chức những đoàn đưa thân nhân liệt sĩ đến tham gia phần mộ của con em mình, cũng như là đến thăm cái chiến trường xưa. Nhiều hoạt động tri ân đồng đội vào tháng 7 này được diễn ra ở Quảng Trị. Dưới ánh nến lung linh, những chiến sĩ trẻ hôm nay cùng nhau hát cho thế hệ cha anh đi trước đang yên nghỉ tại các nghĩa trang. Với các chiến sĩ trẻ, luôn tâm niệm sẽ nối gót các anh, xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ, luôn ở trong lòng nhân dân.